Vâng, xin chào bác đến với Kinh Kinh Sư Hạc. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu road bike của thương hiệu Mosso Model 730 TCA. Đây là một thương hiệu đến từ rất lâu về bên cửa hàng bên em. Mosso, một trong những dòng thương hiệu rất xe rất là bền bỉ, thường thấy trên dòng xe Nhật bãi. Và lần này em về với model của xe 730 TCA Mosso dòng road bike full group cấu hình đồ Kia Gra. Và bây giờ xin mời nhớ giới thiệu chiếc xe. Và cũng rất lâu rồi em mới về một chiếc Mosso dòng road bike. Thường với bác thì thường thấy dòng Mosso thường trong những dòng xe Nhật bãi của dòng Touring. Thì nay em giới thiệu bác một mẫu xe đua road bike model 730 TCA. Khung nhôm siêu nhẹ, khung nhôm alloy 7005. Aluminum 7005 thì bác biết thì mẫu dòng xe điện xe tập thể thao có những dòng xe nhôm 6061 và 7005 là hai cái dòng mẫu nhôm cao cấp siêu nhẹ không nhá, xe rất là nhẹ, nhôm 7005. Model lần này em về là cái model dòng 730 TCA, cũng là model cao cấp của mới dòng xe Mosso thời hiện tại. Khung nhôm tổng thể xe đánh giá tầm 85-90% xe, 90% xe. Tông màu trắng đen và xanh trên kẻ chỉ trên khung xe rất là nổi bật. Về cái thương hiệu Mosso thì em nói thêm thì những trên diễn đàn Google Group ở những trang Facebook thì theo được tìm hiểu một bác đạp xe đạp xuyên Việt cũng là dùng trong thương hiệu xe Mosso là xe địa hình, bác dùng xe địa hình của Mosso đạp xuyên Việt xe rất là bền bỉ. Nhưng mà thì các bác thường thấy những dòng Mosso ở trên những cái dòng xe Nhật bãi kim carbon phuộc, tức là phuộc đây càng carbon đấy, không cặp là carbon là như là vân chỉ carbon trên càng xe carbon. Khung nhôm nhá, khung nhôm 7005, khung nhôm siêu nhẹ, rất là nhẹ. Dành cho nước bác tôi thích những tông màu sáng. Các bác đến trên mạng để tham khảo thêm một cái mẫu 730 TCA, cũng là cái model cao cấp của dòng xe road bike Mosso, hai spec, rất là lớn. Cổ hút đi đông nhôm của road bike. Như ở Mosso thì nó có chữ M. Xe sử dụng với bộ tay lắc chính hãng của Kia Gra, trang bị với 10 tầng lip Shimano Kia Gra, 10 tầng lip chính hãng nguyên bản trong xe. Bên phải em trang bị với 2 tầng đĩa chính hãng của Kia Gra, cũng bên tay lắc 2 tầng đĩa. Đằng trước xe sử dụng với cụm phanh 3 mảnh chính hãng của Shimano Kia Gra, càng Mosso càng carbon. Mayer chính hãng, Mayer bạc đạn của Phát Ray, Mayer ở vành Phát Ray thôi nhá. Cũng thương hiệu nổi tiếng là sản xuất Mayer ở vành siêu nhẹ và bon bạc đạn, vành nhôm hai lớp. Lốp cũng là lốp sử dụng với lốp cao cấp của Innova Pro, lốp cặp chính hãng của Innova luôn. Kích thước lốp 700x23c. Học yên nhôm. Yên cũng còn rất là đẹp. Đùi đĩa Kia Gra, Shimano Kia Gra, gạt đĩa của Shimano Kia Gra. Cũng phải là sau cũng phải 3 mảnh chính hãng của Shimano Kia Gra. Củ đè Kia Gra trang bị với 10 tầng lip chính hãng bản cho xe.
May ở trước sau là may ưa bạc đạn của Phát Rod, Phát Ly. Lốp sóng là lốp sử dụng lốp Innova Pro, lốp hiệu nguyên cặp lốp và cặp vành chính hãng. Bạc đạn. Bây giờ như đó thì các đứng của khung xe. Vâng, cho các đứng của khung xe là size 50. Chiều cao ngang của khung xe là 51. Theo các bác cao rồi 1m63 trên 1m7 đi vừa. Bây giờ xin mời anh đánh giá trực tiếp hoạt động của xe. Lên lip. Full G rút chính hãng của TRD ra. Xuống lip. Cối đổ quá nhá, rất con. Rất bành quá nhá. Bên phải em là bùi đĩa của TRD ra. Đặt đĩa TRD ra. Xuống đĩa, lên đĩa. Bê đan bạc đạn, may cho bạc đạn cối lổ của Pháp Lây trước và sau. Thương hiệu là Bosco, model xe là 730cca, khung nhôm, alumium 7005, khung nhôm siêu nhẹ, càng carbon, khung cờ rút, xe gà ra. Vâng, em mời đã tổng thể xong chiếc Crossby, thương hiệu là Bosco, model 730cca, khung nhôm 7005, khung nhôm siêu nhẹ, càng carbon, full group kia gà ra, vành cặp chính hãng của Phát Ray, bạc đạn cối đổ. Và xe đã tốc bên em là 9.8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có bao bảo quan tâm liên hệ qua Zalo 0975 749 443. Còn đây YouTube tìm kiếm xe đạp, đến đăng ký theo kênh. Còn xe đó chưa ngày mai.